cây làm dầu của bà con nông dân chúng ta trong cũng khoảng 4-5 năm nay. Thì đây là Quanh đang đứng kế một cái trái mít. À, thấy trái mít mặt to mặt hoành đúng không? À, và thật sự là xin chào quý bà con, mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. À, như bà con đã biết, khi đến với siêu thị cây giống thì Quanh thường hay chia sẻ với quý bà con những loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao, và đồng thời cũng chia sẻ với quý bà con những cái kỹ thuật, những cái nghiên cứu, những cái cách làm sao để chúng ta sử dụng cái phân thuốc cũng như những cái kỹ thuật gọi là những cái mẹo hiệu quả để chúng ta tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân sự nhưng mà lại đạt được cái giá trị rất là lớn cho khu vườn của mình. Và cái điều cốt lõi là Quanh muốn giúp cho quý bà con của chúng ta gia tăng được gấp đôi gấp ba thu nhập của mình trong thời gian ngắn. Thì bà con cũng biết mít là một trong những cái loại mà cây nhà giàu, cây làm giàu thì nó đúng hơn, cây làm giàu của bà con nông dân chúng ta trong cũng khoảng 4-5 năm nay. Thì đây là Quanh đang đứng kế một cái trái mít. Thấy trái mít mặt to mặt hoành đúng không? Và thật sự là trái mít rất là to. Trái này thì anh đoán thử coi bao nhiêu ký anh? Nặng cỡ em không? Trái này cỡ 20 ký. Trái này cỡ 20 ký ha, trái này chắc cũng khoảng 18-19 ký rồi mà cũng gần già rồi. Như lúc nãy thì anh Viện có chia sẻ là khi mà trái mít nó già thì những cái tế bào xanh ở những cái đường gân này nó sẽ bắt đầu nó vàng hết, thì trái mít nó sẽ già và lái họ sẽ vô tận vườn để họ cắt. Nên là bà con có trồng mít thì chúng ta cứ trồng nhiều, nhưng mà lưu ý trồng nhiều nhưng không trồng dày nha. Nhưng mà chủ đề hôm nay mà Quanh muốn chia sẻ với bà con của chúng ta là cái quy trình làm sao để cho trái mít của chúng ta đạt được cái giá trị kinh tế cao, tức là chúng ta bán được 50-60 ngàn một ký là và để luôn luôn đạt được cái mít loại một, tức là mít của chúng ta thứ nhất là phải ngon, thứ hai là trái nó phải tròn đều, thứ ba là bề ngoài nó phải bóng bẩy ha, đẹp đẽ như ngọc trinh được ha. Đó, nó rất là ok đúng không ạ? Rồi đừng quay em phải Ngọc Trinh anh diễn ghẹo bà con ha. Thì bà con thấy nhìn thấy trái mít này là mình cũng mê rồi đúng không? Thì làm sao để chúng ta đạt được những trái mít như thế này? Thì những cái hai cái cây mít này thì trước giờ thì chú cũng đã sử dụng cái quy trình là cung cấp dinh dưỡng cho cái phần gốc, phần đế, và sử dụng cái siêu lớn trái cho những cái phần ở phía trên, cung cấp dinh dưỡng siêu lớn trái qua lá để giúp cho cái trái của chúng ta đạt được loại một và sữa tướng trái mà thành ra những cái trái mít nó rất là tròn và đều như thế này. Đây là cái công dụng rất là lớn trong việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ trong quá trình ăn trái, mà sử dụng cái siêu lớn trái để mà sữa tướng, để mà giúp cho trái nó phì, trái nó nặng, nhưng mà ngoài cái hình thức thì nó rất là đẹp. Vậy là lái nhìn là mê thôi, thay lấy thôi. Bản thân Quanh nhìn Quanh cũng mê, Quanh đã sờ biết bao nhiêu bạn gái mít Thái mà Quanh vẫn rất là mê cái bạn này. Thì bà con thấy đây là công dụng rất là lớn của siêu lớn trái, nên bà con có thể là sử dụng cho vườn của mình. Còn cách sử dụng như thế nào để luôn luôn để trái mít chúng ta đạt được cái loại một, bán được giá thiệt là cao, thì Quanh sẽ chia sẻ lại cho bà con, thực nghiệm lại cho con một lần, bà con một lần nữa. Tại vì định kỳ á là 7 đến 10 ngày là bà con phải thực hiện một lần hai bà con ha. Thì cây này coi như nó cũng đã thông thoáng rồi. Trong giai đoạn này thì bà con lưu ý là chúng ta tỉa bớt, tỉa những cái cành phướng, những cái cành không có đâu rồi ta, những cái cành là không có cần thiết đi. Chúng ta có quyền tỉa cành nhưng bà con không được gọi là cắt ngọn nha. Bà con không được cắt ngọn vì lý do, vì sao không được cắt ngọn? Vì cái lý do là khi mà chúng ta cắt ngọn á là cái dinh dưỡng nó sẽ dồn xuống phía dưới, mà giai đoạn này chúng ta cung cấp dinh dưỡng để cho cái cây mít nó có trái đạt được loại một nặng ký, đánh giá cao. Nhưng mà nếu chúng ta cắt ngọn giai đoạn này thì toàn bộ dinh dưỡng nó sẽ dồn xuống phía dưới và nó sẽ dễ gây ra cái hiện tượng nứt thân xì mủ. Và cái nứt thân xì mủ của cây mít thì đây là một cái bệnh gọi là bệnh nan y hả, chỉ có cái cưa hiệu ông già vậy đó, chưa thấy cái cưa hiệu ông già, nhưng mà nghe mấy anh em trong ngành nông nghiệp nói là chỉ có cái cưa hiệu ông già mới xử lý được, tức là cưa bỏ đi á mà bắt buộc phải thiêu hủy nữa, nên là cái việc này là việc không mong muốn ha bà con ha. Nên là bà con lưu ý là chúng ta để mà cây mít chúng ta khỏe mạnh ngay từ đầu và đạt được những trái mít loại một này, nếu mà đi từ giai đoạn kiến thiết thì nó là phải chọn mít, chọn cây mít giống thiệt là tốt, làm đất thật là tốt, cung cấp dinh dưỡng thật là tốt ha. Còn ở giai đoạn này thì chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng thiệt là tốt cho cây, và đồng thời sử dụng cái siêu lớn trái và phun lên trên lá định kỳ 7 đến 10 ngày một lần để giúp cho sao? Để giúp cho bà con của chúng ta, giúp cho cây mít của chúng ta đầy đủ dinh dưỡng. Và đặc biệt cái trong cái siêu lớn trái này nè, nó có những cái thành phần dinh dưỡng rất là quan trọng, nó sẽ thúc cho cái trái của chúng ta lớn nhưng nó không có bị trái lớn nhưng mà không có bị nứt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trái lớn và chắc trái. Chắc trái tức là sao? Trái nó có thể lớn, có thể phì nhưng mà nó không chắc thì chúng ta cân cũng không được nhiều ký đúng không? Cái này phải chết cha. Cầm giùm em. Cái này có cái ống có cái chai nước kê vô.
Thì đang tính kiếm chai nước kê mà chú đang tựa vào cái này. Thôi để tạm thời như vậy, nó cũng sắp tới giai đoạn ấy rồi, nó cũng không bị méo nha. Giai đoạn về chuồng rồi, sức Sức chuồng chuồng, sắp heo ra sức tầm chuồng. rồi. Dạ, qua nói tới cái giai đoạn cái siêu lớn trái này thì những cái thành phần dinh dưỡng trong siêu lớn trái sẽ làm cho cái trái mít của chúng ta nặng ký, ngoại hình đẹp bóng bẩy, bắt mắt, để những cái thương lái người ta sẽ khao khát được mua cái khu vườn mít của chúng ta. Vậy thì giờ chúng ta phải làm như thế nào? Thì giống như lúc nãy anh cũng có chia sẻ với bà con là tập trung dinh dưỡng, tập trung dinh dưỡng trong giai đoạn làm trái là rất là quan trọng. Giống như là khi mà anh thì chưa có gia đình nên là anh cũng chưa có biết mang thai là phải dùng những cái gì, nhưng mà ý là thấy chị rồi thấy chị dâu rồi thấy chị gái rồi này kia là trong giai đoạn mang thai là ăn rất là nhiều, ăn uống là như ngập mặt, không ăn cũng phải bắt ăn để mà cung cấp dinh dưỡng cho mẹ để mà nuôi con. Thì mít thì trái mít nó cũng giống vậy thôi, thì giờ mình phải cung cấp dinh dưỡng. Thì cung cấp dinh dưỡng tốt nhất là chúng ta sẽ cung cấp dinh dưỡng cho đất và cung cấp dinh dưỡng cho rễ, được chưa? Có hai cái loại dinh dưỡng để bà con có thể cung cấp cho đất và cho rễ. Loại đầu tiên là trichohumic, đây là loại cung cấp dinh dưỡng dạng gọi là vi sinh, vi sinh để cung cấp cho đất ha. Bà con thấy là dạng vi sinh nó sẽ là giúp cho cái đất chúng ta tơi xốp màu mỡ hơn, rồi cải thiện đất của chúng ta và hấp và giúp cho cái dinh dưỡng nó được tổng hợp nhiều hơn. Đồng thời những cái cỏ như thế này sẽ được phân hủy thành phân, có rất là lợi cho cây. Và quan trọng là chúng ta thấy là nó cây của chúng ta hay bị hiện tượng nứt thân xì mủ, đặc biệt ở cây mít Thái đó là do vấn đề là cái nấm phyto phyto cái gì quên tên rồi, hay bị lèo lưỡi, Phytophthora. Phytophthora và Fusarium nó xâm nhập và nó làm nó ăn hoài hoài ăn 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 bên trong, và như thế thì cây chúng ta sẽ bị nứt thân xì mủ và chết. Thì cái chính cái con nấm trico đề ma nó có trong trichohumus này nó sẽ tiêu diệt những cái con đó và tiêu diệt luôn cả cái bạn tiến trùng rễ, nên là bà con chúng ta nên sử dụng cái này cả trong giai đoạn đang mang trái và giai đoạn bình thường, đặc biệt là giai đoạn mang trái chúng ta cần phải dùng định kỳ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng một cái dinh dưỡng cho bà bầu, đó là siêu dưỡng cây. Siêu dưỡng cây này nó sẽ cung cấp cái dinh dưỡng rất là cần thiết cho cây ở giai đoạn mà mang trái ha, giai đoạn phục hồi chúng ta cũng dùng được, giai đoạn đặc biệt giai đoạn mang trái bà con phải dùng, tại vì trong này nó có rất là nhiều các cái axit amin, cái amino acid, acid fulvic, và đặc biệt trong này nó có thành phần tảo biển và rong biển, vừa làm mát cây và vừa tăng cường cái sức đề kháng cho cây. Như bà bầu bà con thấy hay uống thêm sắt rồi hay uống thêm vitamin để mà tăng cường cái sức đề kháng, thì tương tự cho cây nó cũng như vậy thôi. Và nói vậy chắc mấy anh nói tao chưa chăm sóc vợ tao bao giờ, sao tao biết được, chết luôn. Rồi cái rễ lớn trái thì nãy anh đã giới thiệu rồi đó, chúng ta sẽ phun lên từng lá để kích thích các cái tế bào trái của chúng ta, gọi là nở trái, phì trái, chắc trái, nặng trái, bóng bẩy, đẹp và ngọt các bà con ha, chúng ta lưu ý ha. Rồi bây giờ anh sẽ pha vô để chúng ta bắt đầu tiến hành là chăm sóc cái cây này. Bà con ha, anh sẽ pha trực tiếp. Cái này dễ sử dụng lắm, một chai này 500 lít ha, 500 ml, chúng ta sẽ pha là một bình 16 lít chúng ta pha 16 cc, thì một nắp như thế này nó khoảng là 15-20 cc, chúng ta pha vô. Nó là dạng hữu cơ thì nó cũng không có kiểu như chúng ta pha dư thì nó cũng chẳng có sao. Bà con ha, rồi là chúng ta định kỳ 7 đến 10 ngày chúng ta xịt một lần. Còn bây giờ là trong cái đoạn này thì quanh sẽ sử dụng cái gọi là siêu dưỡng cây để chúng ta cung cấp cái vi lượng và cung cấp cái dinh dưỡng cho rễ trước, cho cây ha. Thì trước khi sử dụng chúng ta cũng lắc đều, và chúng ta sẽ một cái thùng này là 5 lít pha được với 2.000 lít nước, thì cái thùng vòi này là khoảng 10 lít thì quanh sẽ pha khoảng 20 cc. Đó, dạng dung dịch rất là cô đặc, đậm đặc trong này ha bà con ha. Trước khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lắc đều lên để các cái thành phần trong này như hồi nãy anh chia sẻ nó hòa trộn vào nhau một lần nữa, và nó sẽ chuẩn bị gọi là nuôi dưỡng cái rễ cũng như là nuôi cải tạo đất của chúng ta. Nhiều bà con hỏi anh chứ bên anh có hay sử dụng cải tạo đất không, nói anh là anh tổng hợp luôn rồi, đó là khi mà sử dụng siêu dưỡng cây là nó vừa cải tạo đất nó vừa cung cấp dinh dưỡng cho rễ, chứ mình đâu có rảnh đâu mà lúc mà đi cải tạo đất lúc thì đi cung cấp dinh dưỡng cho rễ, đúng không? Giống như là cái bịch trichohumus này bà con thấy vừa có humic cung cấp dinh dưỡng cho rễ và vừa có cái trichoderma để cung cấp dinh dưỡng cho đất, để cải tạo đất, tăng cường hệ vi sinh đó, cái vậy á, làm cho nó tiện và lợi chứ. Tươi chưa?
Đó, cái này là chúng ta tưới siêu dưỡng cây ha. Anh bỏ này bên kia, em xịn thuốc. Thảo xích xích ra nha Thảo ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phun cái siêu lấn trái ở trên. Cho cái trái này thì con nghĩ là phun một lần này nữa thì bạn ấy đã ok, xuất chuồng thành công. Lượm một. Còn những cái trái còn lại thì chúng ta cung cấp dinh dưỡng để bạn ấy phát triển trái cho nó thiệt là đều. Chẳng hạn như mấy cái trái này nè, phát triển thiệt là đều. Nhưng mà con lưu ý là chúng ta rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng cái siêu lấn trái nha, không nhất thiết là phải phun trực tiếp trên trái. Chúng ta phun trên lá là được rồi nghe bà con nha. Chỉnh cho nó sụt sạch sang chứ. Định kỳ 70 ngày bà con xịt cái siêu lấn trái này, cũng như là tưới humic Hoa Kỳ xen kẽ, tưới cái Trico humic xen kẽ với tưới siêu dưỡng cây ha bà con ha. Thì cái lúc mà chúng ta tưới cái Trico humic đó thì nó là hệ vi sinh, và con lưu ý là chúng ta không có phun xịt thuốc sâu, thuốc nóng ha. Phun thì bà con có, nếu mà chúng ta phun á, chúng ta phun từ ở trong á, ở phía dưới bề mặt lá thì lá nó sẽ cái dinh dưỡng nó, cái bề mặt lá nó sẽ hấp thụ nhanh hơn. Tuy nhiên là cái siêu lấn trái nó ở dạng công thức nano, nên nó là bà con thấy là khi chỉ cần nó bám nhẹ lên bề mặt lá thôi thì nó sẽ thấm rất là sâu rồi. Bà con cứ yên tâm về cái việc mà sử dụng nó tiết kiệm và hiệu quả ha. Ở quanh phun lên mấy cái tầng xa xa xíu. Trời. Thả mỏ luôn. Làm gì chúng ta cũng phun thiệt là kỹ ha. Phun thiệt là kỹ từ trong đó, để cho cái bất kỳ cái lá nào hay chúng ta cũng có thể nhận được cái dinh dưỡng hết. Như vậy thì nó mới đủ sức nuôi cái trái của chúng ta. Đó, bây giờ bà con có hiểu được cái tầm quan trọng của cái lá cây chưa? Cái lá cây nó rất là quan trọng nha. Nên là lá cây thì chúng ta phải luôn luôn để cho cái lá cây ở cái trạng thái là xanh. Lá mà vàng quá nó không có tổng hợp, không có đủ sức để quang hợp ha bà con ha. Bà con lưu ý xung quanh cái phần đó. Em bài quá. Thứ này xấu lắm, đừng quay ạ. Đi vườn cả ngày luôn, bây giờ là kiểu như xuống sắc rồi. Cái này là chú người ông xịt manh covid của Ấn phải không? Cái đó bao nhiêu một gói chú? Trăm mấy gói xịt được mấy bình? À vậy cũng hiệu quả mà. Chú Mười không cần bao trái này. Đây là chú Mười không cần bao trái luôn, quản lý sâu bệnh 10 ngày, quản lý sâu bệnh lần 10-15 ngày ha. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á, là chú sử dụng mancozet Ấn Độ. Nó cũng màu xanh. Cũng màu xanh nhưng mà cái vấn đề là nó không có bám quá sát hả chú. Nó bám vừa phải thôi, nó làm cho cái trái mít của chúng ta xanh mà kiểu như xanh màu tự nhiên. Cỡ như trái nhỏ như trái kia là chú xịt rồi đúng không chú ơi? Cỡ 5kg là xịt hả chú ơi? Này là mấy ký? Cái đó cỡ 2kg. Rồi xịt tiếp cây nào nữa đây. Ôi, thôi quanh cũng còn một tiếp tục mấy cây khác thôi. Bây giờ xin phép được chào quý bà con. Đây là cách chăm sóc để giúp cho cái trái mít chúng ta đạt loại 1. Và tại một cái vườn đã có rất là nhiều cái hiệu quả như vậy thì bà con có thể quan sát để chúng ta giúp cho cái khu vườn của mình nó đạt được mít loại 1 và hiệu quả nhất. Nếu bà con còn thắc mắc thì bà con hãy gọi mạnh dạn gọi vào số hotline hiện trên màn hình để quanh cùng với các anh chị có cơ hội được chia sẻ với bà con nhiều hơn. Còn bây giờ quanh xin phép chào quý bà con và tiếp tục công việc của mình. Hẹn gặp lại quý bà con trong những video khác nha. Bye bye.